Mbappé nơi tại này dây lực đồng cang Ronaldo bám này thì Ronaldo ban para chơi cho mỗi Portugal nơi Euro cả đời. Lamine Yamal trở lại top đồng cang bệnh thiệp quan cho mỗi Lionel Messi. Thomas Muller bật gà chôn ở World Cup Chrome cho bệnh chết Alamon nơi khăn ông vầy 34 chân năm. Video này nó mà chôn đòi về tất cả cầm sản đồ lọ đại kê nền đồng bọn ở dưới. Khăn ông cả đồ bệnh xe này mình bật thèm chôn ảo dựt cũng không ai đó sổ sát mùi xâm rập ông bố đạp ra 30 đô la. Mình chấm đạp vào đóm. Ai chấm đạp tâm nốt tam Telegram để mình đặt link đăng kèm description video này. Mbappé nơi tại này dây lực đồng cang Ronaldo bám này thì Ronaldo ban para chơi cho mỗi Portugal nơi Euro cả đời. Xa bị dứt crom cho bệnh chết parang kể là có kỳ liên Mbappé bản lực lang thang Cristiano Ronaldo nơi tại chi về đẹp bỏ rõ khăn ông bà tuột. Tu bây chỉ rồi kê para chơi khăn ông ca bằng hàng khuôn nơi Portugal Euro bị bỏ rõ phải buôn cho mỗi crom cho bệnh chết Portugal cả đời. Chỉ cả phần nào bởi dân bỏ khỏi bằng tích là khăn ông Portugal Euro bị bỏ rõ phải buôn. Cứ Ronaldo ba bằng hàng khuôn đang pram bỏ cuột. Và tại kê bằng ai kê rô khỏi bỏ xâm bây tại mỗi crom đang hào áo trầm vẹp bỏ rõ crom chồng khỏi. Cả nạn đi chỉ lực tìm mùi hơi khăn ông ca bằng hàng khuôn Portugal on đã chết thông thông sở rộp đầm mùi lực đại Cristiano Ronaldo bà ra cháy khăn ông ca rô khỏi bỏ đầu vẹt chạy bùl. Tại tôn tình nợ rừng đi ông bà bê bà này dây bì Ronaldo dặn đôi chân này thả. Ở với đại bàn ca lạc nâng khăn ông Portugal Euro nâng mình phá lạc bắt đô về đại chôn bỏ Ronaldo lại đang xâm rạp Real Madrid nâng phí phục bà tuột. Lamine Yamal trở lại tốp nâng ca bệnh thiệp quân cho mùi Lionel Messi. Cả lá có bao toàn sản chết Espanh và club Barcelona cứ là Lamine Yamal và bản chân dù bó lửa ca bệnh thiệp quân. Tới nâng xa bị dụ đồ bó cồm cho bệnh chết Argentin Lionel Messi. Chả nàm mình đã ra chân nàm vầy đã bằng bí chân nàm rút ní bàn này dây, đòi trở lại tốp thả. Các nhóm nâng phía dìm thơ chia là Lamine Yamal, các nhóm phía dìm thơ ai mà nụ xoay các nhóm cứ chìa các nhóm. Đời lại Lamine Yamal bàn bằng hành luôn trở lực đồ bông sắp rạp cồng trong đời chết Espanh chốt thông khổng khai cả nhà chân nam bị bọn ập hơi bầy đẹp bè nốt quận miền vầy trầm tại đập bộ mùi chân nam bà nọ. Nơi khai mê thuần ai chân nam bị bọn ập hơi buôn kể lại có chân nam rụt ní bằng hành luôn nơi Euro bị bọn ập hơi buôn. Hai quạt bàn khai chơi kể lại có khổng mê anh chiến kê khăn nông phục vọt đất sát này bật tạc ca nốt phong đẻ. Cuối đăng phong đai thác cồng bà tuột này bật tạc Espanh. Bàn khai chơi mà chả chừng ai bị đồng môn phíp ở rộp Euro bị bọn ập hơi buôn. Bạn tốt bị dấu chân nét cổng dịch ổng lê bí tốt nâng mùi. Và đây chỉ là cái này đã nhận bằng cái số lòng khăn bóng 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 tích. Xem ra bóng bóng này bằng toàn bàn cho tầm bằng cả đặc khảo nập bí bét. Cũng là cho tầm bằng cả đặc khảo nẹ mùi phóng. Đây chỉ website cầm sát đại cụ giả cả đặc bóng channel TRD. Đầm bầy bằng tốt phương video ơi bóng bóng tù xin ai chỉ bởi chăm. Thế ngay dịch khâm ta bóng bóng này cho tầm bằng cả nẹ mùi. Bạn tác có miễn chấp trầm trời ta sẽ không thao bóng bóng đặc này đang chui mình nẹ mũi còn để chui link Telegram nơi khẳng kèm video này hơi chặt bạp bộ lực kỳ tớ tha nhu màu bì channel thay ra đế trong bạc cả account hay bụng quần đang oi link bóng bóng đặc này bạc cả đây. Chẳng sâu mọc cốt trên đoàn video bằng tỏ tiết. Thomas Muller bạc gà chôn ở World Cup Chrome cho bạc chết Alamong nơi khăn ông vầy 34 chân năm. Vì đẹp bỏ rõ chân năm này cổng cho bệnh chết Alamon Thomas Muller bàn bạc cả cho Lee Watt bị cổng cho bệnh chết 2 này khăn ông vầy 34 chân năm. Sai bây giờ bỏ bà dân mà nạc rút này. Bàn lên bạc cuộc sở rộp chùm nôn 131 bạc cuộc khăn ông lòng bèl đập 4 chân năm cho mỗi cổng mạnh trí đại Alamon. Chả năng mạnh khăn ông ca bằng hàng khuôn chỉ chân năm cho mỗi cổng cho bệnh chết bỏ khuôn Thomas Muller bàn sông bằng chô tì sở rộp 25 cổp. Đại đi cư chỉ sẽ tệ thuở quát khai chỉ kể lại có sông bằng chô tì chân chân kê tì bây này bộ vô tật xa bà tê Alamon. Bình tỏa bị lô Thomas Tuss 120 cổp, nâng Miroslav Klose 137 cổp. Cuối đăng phóng đại thà Thomas Muller bà bằng hành khá luôn trở lên đồng bông cho mỗi cổng chút thông bà bỏ Alamon nâng khăn ông vây mà phây chân nằm. Quát bàn cho lên đồng bông khăn ông ca bà cốt mật tập hiệp mỗi chỉ mỗi bà tè dòng tiến cao bì khai bà gà ra chân nằm bì bọn đọc. Cái này đại ca bằng hành khá luôn lực trong khói đồng bà quát xâm ra bà tè Alamon cứ nở Euro bì bọn đập hay buôn vẹp bầm bây cổng trong khói. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh lalaschool Rotary bàn khá lai chỉ phần ách mùi đó dòng khăn khăn ngang chùi ở cổng chìm ra chết Espanh chân nè chân ách bì ra vòn Euro bì bòn ập hầy buôn gào yô chân nè lời cổng chìm ra chết ổng lê khăn lật tập hòl bì tôn ổng mùi. Cảm ơn Rotary có bàn chọc chú mùi chứ gà lạc có lò chính kê bà chăm prất tạc ca phong đẻ. Ở tế tông tên năng rinh ní lộc phòn tế bàn đi dây thả. Rotary trời tới chân nè bà lôn đó chạp bà cô lời quát tự chìm sâu bằng vò quát chì gà lạc có đà lò chính kê nè lời lục. Napoli bà kà cho hạt tê lê khá lịch xài kà bì chùm nô thamay mọc bì club Torino.
បន្ទាប់ពីឈ្នះពាន Serie A ក្នុងរដូវកាល 2022-2023 ក្លឹប Napoli មានទម្រង់លែងធ្លាក់ចុះជាខ្លាំងកាលពីឆ្នាំមុនពួកគេបានឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ10ក្នុងតារាង Serie A និងត្រូវបានជម្រុះចេញពីពាន Coppa Italia ក៏ដូចជាត្រូវបានធ្លាក់ចេញក្នុងវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយក្នុងពានរង្វាន់ Champions League ក្រោមស្នាដៃរបស់ Barcelona ផងដែរជាលទ្ធផលទម្រង់លែងដ៏ខកចិត្តរបស់ពួកគេបានជំរុញឲ្យក្លឹបត្រូវតែរុះរើក្រុមឡើងវិញដោយការចុះហត្ថលេខាលើកីឡាករចំណូលថ្មីកីឡាករដំបូងនៃ Napoli ចុះហត្ថលេខានាំចូលក្លឹបនៅរដូវក្តៅនេះគឺខ្សែការពារ Alessandro Bugno ដែលពួកគេបានទិញមកពី Torino យោងតាមរបាយការណ៍ពី Football Italia បានដឹងថាក្លឹប Napoli បានចំណាយប្រាក់35លានអឺរ៉ូក្នុងការចុះហត្ថលេខាលើកីឡាករសញ្ជាតិអ៊ីតាលីរូបនេះដោយឡែក Alessandro Bugno បានចុះកុងត្រាជាមួយ Napoli ដែលមានសុពលភាពដល់ឆ្នាំ2029ជាមួយនឹងប្រាក់ខែ 2.5 លានអឺរ៉ូក្នុងមួយរដូវកាល Real Madrid កំពុងពិចារណាចុះហត្ថលេខាលើខ្សែការពារកណ្ដាល Mario Gila ក្លឹប Real Madrid នៅតែបន្តស្វែងរកខ្សែការពារកណ្ដាលថ្មីដើម្បីមកជំនួស Nacho Fernandez ដែលទើបនឹងចាកចេញកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះគេបានដឹងថាគោលដៅខ្សែការពារសំខាន់និងជាអត្ថភាពដំបូងដែល Real Madrid ចង់បានគឺ Leny Yoro របស់ក្លឹប Lille ប៉ុន្តែកីឡាករវ័យក្មេងរូបនេះចង់ចូលរួមជាមួយក្លឹបបាសាក្រហម Manchester United ជាងការផ្ទេរមកទឹកដីអេស្ប៉ាញដោយសារក្តីសង្ឃឹមក្នុងការចុះហត្ថលេខាលើ Leny Yoro ហាក់ធ្លាក់ចុះពេលនេះ Real Madrid បានសម្លឹងទៅមើលបេក្ខភាពបន្ទាប់ទៀតគឺកីឡាករ Mario Gila ដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងបង្កប់អាជីពជាមួយក្លឹប Lazio ចា៎ Mario Gila ធ្លាប់ជាអតីតកីឡាកររបស់ Real Madrid ដែលលេងនៅឈុតយុវជន OM Castilla កាលពី2ឆ្នាំមុន Real Madrid បានលក់ Mario Gila ទៅឲ្យក្លឹបអ៊ីតាលី Lazio ក្នុងតម្លៃ6លានអឺរ៉ូហើយឥឡូវនេះពួកគេកំពុងពិចារណាចង់នាំយកគាត់ត្រឡប់មកវិញប្រសិនបើ Real Madrid ទិញយកខ្សែការពារសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញរូបនេះត្រឡប់មកវិញពួកគេចំណាយប្រាក់ត្រឹមតែ 50% ប៉ុណ្ណោះដោយសារលក្ខខណ្ឌដែលពួកគេបានព្រមព្រៀងគ្នាជាមួយ Lazio ដែលអាចមានសិទ្ធិទិញយក Mario Gila មកវិញក្នុងតម្លៃ 50%Sadio Mane ត្រៀមចាកចេញពី Al Nassr ដើម្បីវិលត្រឡប់ទៅអតីតក្លឹបចាស់របស់ខ្លួនវិញអតីតកីឡាករឆ្នើមរបស់ក្លឹបហុងហុំលីវើពូលនិងជាកីឡាករនៃក្រុមជម្រើសជាតិសេណេហ្កាល់ Sadio Mane កំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលដែលខិតកាន់តែជិតក្នុងការចាកចេញពីក្លឹបអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត Al Nassr ដើម្បីវិលត្រឡប់ទៅកាន់អតីតក្លឹបចាស់មួយរបស់ខ្លួនវិញគេបានដឹងថាគ្រូបង្វឹករបស់ក្លឹប Al Nassr មិនពេញចិត្តនឹងទំនាក់ទំនងមិនសូវល្អរវាង Cristiano Ronaldo និង Sadio Mane ដែលធ្វើឲ្យទម្រង់លេងរបស់ក្រុមក៏មិនគាប់ប្រសើរទៅតាមនោះដែរជាលទ្ធផល Al Nassr ក្រុមនឹងអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ចាកចេញទៅចូលរួមជាមួយក្លឹបផ្សេងដែលគាត់ចង់ទៅយោងតាមរបាយការណ៍ពីលោក Florian Pettersberg បានដឹងថា Mane អាចនឹងត្រឡប់ទៅកាន់ក្លឹប Red Bull Salzburg ដែលជាអតីតក្លឹបចាស់និងជាកន្លែងគាត់ធ្លាប់បានកសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះដ៏លេចធ្លោជាលើកដំបូងនៃអាជីពបាល់ទាត់របស់ខ្លួនទោះជាយ៉ាងណាដោយសារតែកីឡាករវ័យ32ឆ្នាំរូបនេះនៅមានកុងត្រាជាមួយ Al Nassr ដល់ឆ្នាំ2026ទំនងជា Red Bull Salzburg នឹងប្រើលក្ខខណ្ឌខ្ចីជើងជំនួសឲ្យការទិញផ្ដាច់កុងត្រារបស់ Sadio Mane ជាទឹកប្រាក់ពេញលេងតែម្ដង